Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị, trên trang web của Cục Khí tượng tỉnh Giang Tô, theo phân tích dữ liệu khí tượng mới nhất, sẽ vẫn có mưa lớn ở phía nam sông Hoài Hà thuộc tỉnh Giang Tô từ ngày mai tới 3 ngày tiếp theo và mưa lớn ở một số khu vực. Cục Khí tượng tỉnh Giang Tô đã đưa ra một phản ứng khẩn cấp cấp 3 về mưa bão lớn. Theo tin tức từ trang web của Cục Khí tượng Thường Châu, Giang Tô, Đài quan sát khí tượng Thường Châu đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ. Kể từ đầu tuần, Giang Tô đã trải qua những trận mưa to đến mưa lớn từ Bắc chí Nam. Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tô đã đưa ra cảnh báo mưa bão và tín hiệu cảnh báo sớm hàng ngày. Vào lúc 19h33 phút tối ngày hôm qua, Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tô đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh lam cho vành đai mưa lớn ổn định dọc theo sông Giang Hoài và dọc theo khu vực phía nam Giang Tô. Đến 3h34 phút và 8h55 phút ngày hôm nay, tín hiệu cảnh báo mưa dông màu cam liên tục được phát đi và thay đổi. Tính đến 9 giờ sáng ngày hôm nay, dọc khu vực phía nam Giang Tô đã có mưa to đến rất to. Theo phân tích dữ liệu khí tượng mới nhất, từ ngày mai đến 3 ngày tới, khu vực phía nam sông Hoài Hà của tỉnh Giang Tô vẫn sẽ có mưa lớn và mưa lớn ở một số khu vực. Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày hôm nay, Cục Khí tượng tỉnh Giang Tô ban hành lệnh ứng phó khẩn cấp cấp 3 đối với mưa bão lớn. Yêu cầu về lệnh ứng phó khẩn cấp cấp 3 đối với mưa bão của Cục Khí tượng tỉnh Giang Tô, Văn phòng khẩn cấp của Cục Khí tượng Giang Tô và các sở, đơn vị cấp tỉnh có liên quan Nam Kinh, Tô Châu, Vô Tích, Thường Châu, Trấn Giang, Nam Thông, Thái Châu, Dương Châu và các văn phòng khí tượng thành phố khác ngay lập tức vào trạng thái ứng cứu khẩn cấp cấp 3 và thực hiện tốt công tác ứng cứu khẩn cấp theo đúng quy trình ứng phó khẩn cấp cấp 3. Theo trang web của Cục Khí tượng Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Đài quan sát khí tượng Thường Châu đã đổi tín hiệu cảnh báo mưa bão thành màu đỏ vào lúc 12 giờ 36 phút ngày hôm nay. Mưa lớn đã xảy ra ở thành phố Thường Châu và hầu hết các khu vực của Tế Đàn. Dự kiến vẫn còn mưa lớn, có nơi mưa to cục bộ, cần đề phòng các thảm họa thứ cấp do mưa lớn gây ra. Kính thưa quý vị, mưa lớn kéo dài 24 giờ bắt đầu từ chiều hôm qua đã khiến mực nước sông Dương Tử ở Giang Tô dâng cao đến vượt mức cảnh báo an toàn. Trong đó, Thường Châu, Nam Kinh, mực nước ở nơi gần các con đập và mực nước của kênh đào lớn đã vượt qua mực nước cao nhất vào năm 1991. Nhiều ngôi nhà ở khu vực thành thị đang bị ngập lụt và đã được tổ chức di rời. Tuần trước, khu vực Giang Tô chính thức bước vào mùa mưa vừa được công bố. Mưa đã xảy ra từ chiều hôm thứ Sáu. Kể từ chiều ngày thứ Sáu, mưa lớn tiếp tục xâm chiếm hầu hết các vùng của Giang Tô. Theo bản tin phòng chống lũ lụt do Văn phòng Phòng Thủ đô Thị thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô phát hành lúc 14 giờ chiều ngày thứ Bảy, tính đến 14 giờ ngày thứ Bảy, lượng mưa trung bình ở khu vực đô thị chính của Nam Kinh là 181mm, khu vực có lượng mưa lớn nhất là quận Cổ Lâu với lượng mưa 190mm, khu vực gần trạm có lượng mưa 230,0mm. Văn phòng đô thị của thành phố nói với các phóng viên rằng áp lực kiểm soát lũ lụt của thành phố đã đạt đến mức cao nhất hiện nay. Được biết, kể từ đêm qua, công tác kiểm soát lũ ở thành phố Nam Kinh đã hoạt động hết công suất, nhưng mưa lớn liên tục đã khiến mực nước các sông hồ trên toàn lưu vực dâng cao. Tình hình nước ở thành phố Nam Kinh đang rất tồi tệ và đang trong tình trạng khẩn cấp. Trong đó có khoảng 300 hộ dân ở khu vực Tề Kiều Văn, quận Tân Hoài, Nam Kinh, nằm ở phía đông thành phố, bị ngập lụt. Chính quyền địa phương đang tổ chức cứu hộ và di chuyển khẩn cấp. Phóng viên nhìn thấy sông Bạt Kiều gần thành phố mới Bản Kiều ở Nam Kinh. Nước sông vượt quá mực nước cảnh báo và nước mưa không thể thoát ra được nữa, khiến tất cả các khu vực xung quanh sông, bao gồm cả những cây cầu đi qua đều bị ngập lụt. Nằm ở trung tâm thành phố và Khổng Miếu, nơi ở cũ của đơn vị bảo vệ di tích văn hóa cấp tỉnh Giang Tô, nơi này có giá trị hàng triệu đô la Mỹ, đã giống như một hang động nước do địa hình trũng thấp. Bên ngoài nhà chứa đầy nước khiến mực nước trong nhà nhanh chóng lên đến bắp chân người lớn, sâu khoảng 50cm. Đội quản lý đô thị thành phố đã khẩn trương điều động lực lượng cứu hộ thoát nước. Sau 5 tiếng đồng hồ nước đã được rút cạn. Ngoài Nam Kinh, Thường Châu, Như Cao, Vô Tích và các nơi khác ở Giang Tô cũng hứng chịu mưa lớn, trong đó Thường Châu, Giang Tô có lượng mưa lớn nhất cả nước từ đêm qua đến sáng sớm nay, gây ngập úng nghiêm trọng khu vực đô thị và kiểm soát giao thông tạm thời được áp dụng trên nhiều tuyến đường. Đồng thời, do mực nước sông đang tiến gần đến bờ kè,
nên nguy hiểm sắp xảy ra và đoạn kênh Kỳ Thư Nham Bắc Kinh – Hàng Châu cũng đã thực hiện kiểm soát giao thông tạm thời, yêu cầu tàu qua phải giảm tốc độ để ngăn sóng tàu tác động vào kè, luồng nhánh bị đóng. Theo Văn phòng Bộ Chỉ huy Phòng thủ Thường Châu, đoạn cầu Vệ Đông của kênh đào lớn ở Thường Châu đang bị ngập lụt nghiêm trọng và có nguy cơ làm vỡ bờ kè. Đến 11 giờ trưa tại khu vực kè cảng San San, hơn 150 người thuộc lực lượng công an, quản lý đô thị, cán bộ thị trấn và thôn đã bất chấp mưa lớn xuyên đêm dốc sức lực cứu hộ. Những chiếc xe tải liên tục nạo vét và vận chuyển cát sỏi, một chiếc tàu vận tải cập bến trên sông dường như bị treo lơ lửng trên đường. Nước từ những nơi khác nhau dưới kè tuôn ra, hội tụ thành nhiều dòng và đổ xô về hồ Nam An, một ngôi làng gần đó, và toàn bộ làng hồ Nam An biến thành một dòng sông. Độ sụt của nền đường bên là 2m và độ sụt của mực nước sông là gần 3m. Nếu đập vỡ, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Lực lượng cứu hộ đã phối hợp với các hoạt động cơ giới tôn cao và làm dày bờ kè, nhưng do mưa không ngớt nên đến chiều cùng ngày vẫn chưa loại trừ được nguy hiểm. Theo Văn phòng Bộ Tư lệnh Phòng thủ Thường Châu, tính đến 12 giờ 30 phút ngày thứ Bảy, mực nước tại trạm cổng Tháp Chuông phía thượng lưu của kênh đào lớn hay còn gọi là sông Vệ Hà đã lên tới 5,98m, cao hơn mực nước cảnh báo 1,68m, cao hơn mực nước cao nhất lịch sử năm 1991 là 0,46m. Theo Cục Khí tượng Giang Tô, trận mưa đầy đe dọa này sẽ không sớm cuộc chiến đánh trống. Trong một hoặc hai ngày tới, Nam Kinh, Thường Châu, Vô Tích và những nơi khác sẽ còn phải đối mặt với những trận mưa lớn dưới xả rất lớn. Và mực nước của sông Dương Tử không khả quan. Thưa quý vị, bắt đầu từ tối ngày thứ Hai, Nam Kinh hứng chịu một đợt mưa lớn mới. Mưa như chút nước, tính đến 14 giờ ngày thứ Bảy, lượng mưa trung bình ở khu vực đô thị chính của Nam Kinh là 181mm. Mực nước các sông hồ nội địa trên toàn lưu vực dâng cao. Theo dự báo của Cục Khí tượng Nam Kinh, dự kiến từ chiều nay đến sáng mai ở Nam Kinh vẫn có mưa to cục bộ với lượng mưa tập trung 50-100mm, cục bộ 120-150mm. Từ chiều mai đến đêm ngày kia, vành đai mưa sẽ di chuyển về phía Bắc, lượng mưa ở Nam Kinh sẽ suy yếu. Tuy nhiên, đến ngày tiếp theo, vành đai mưa sẽ lại dịch chuyển về phía Nam, trong thành phố vẫn sẽ có lượng mưa lớn. Theo báo cáo mới nhất từ Văn phòng Trụ sở Phòng chống hạn hán và Kiểm soát lũ lụt tỉnh Giang Tô, từ 8 giờ ngày thứ Sáu đến 14 giờ ngày thứ Bảy, lưu vực sông Tần Hoài có mưa lớn với lượng mưa tích lũy trên bề mặt là 160mm. Do ảnh hưởng bởi thủy triều dâng cao của sông Dương Tử, mực nước của toàn bộ sông Tần Hoài đã tăng lên nhanh chóng, mặc dù Bộ Chỉ huy Phòng thủ tỉnh đã mở hoàn toàn hai cổng xả Võ Đình Môn và cổng sông mới Tần Hoài với tốc độ dòng chảy là 569m³ mỗi giây. Đến 14 giờ ngày thứ Bảy, mực nước tại trạm Đông Sơn đã lên 10,79m, cao hơn mực nước cao nhất lịch sử năm 1991 là 0,05m, mực nước tiếp tục dâng cao. Hiện tại, các quận, huyện có liên quan ở Nam Kinh và Trấn Giang đang dốc toàn lực phòng thủ để đảm bảo an toàn cho việc kiểm soát lũ lụt trong lưu vực. Tại khu vực đô thị Nam Kinh, công tác kiểm soát lũ lụt cũng đang diễn ra sôi nổi. Các cán bộ, nhân viên của Ban Quản lý Đô thị thành phố đều được huy động làm công tác chống ngập, các thiết bị đều hoạt động hết công suất. Tuy nhiên, do lượng mưa rất lớn nên mực nước các sông hồ nội địa toàn lưu vực Nam Kinh vẫn đang dâng cao. Hồ Huyền Vũ đang tiến sát ngưỡng cảnh báo, mực nước các sông nội địa và sông Dương Tử đã đạt ngưỡng cảnh báo. Theo dự báo thời tiết, mưa xối xả sẽ tiếp tục và việc kiểm soát lũ lụt đô thị sẽ đối mặt với một tình huống cực kỳ bất lợi. Chúng tôi sẽ tích cực ứng phó, Văn phòng Phòng thủ Đô thị Nam Kinh cho biết. Ngoài ra, do ảnh hưởng của lượng mưa, Cục Khí tượng Quân Giang Ninh Nam Kinh và Cục Tài nguyên và Đất đai đã cùng đưa ra một báo cáo đặc biệt về dự báo cảnh báo sớm các thảm họa địa chất. Tính đến 12 giờ ngày thứ Bảy, lượng mưa tích lũy trong khu vực là 87,5mm đến 255,2mm. Khu vực trung tâm và phía bắc của quận Giang Ninh có lượng mưa tương đối lớn, trong khi khu vực phía nam có lượng mưa yếu, tất cả đều đạt ngưỡng mức độ mưa lớn. Theo phân tích dữ liệu khí tượng mới nhất, sẽ vẫn có lượng mưa liên tục ảnh hưởng đến Giang Ninh trong những ngày tới. Thời tiết mưa nhiều, đặc biệt là mưa lớn ngắn hạn, là yếu tố quan trọng gây ra các tai biến địa chất như trượt, lở đất, sụt lún mặt đất. Tăng cường kiểm tra, giám sát các nguy cơ tiềm ẩn của thiên tai địa chất, đồng thời đảm bảo nhân viên túc trực 24/24 giờ, thông tin liên lạc thông suốt. Quý vị thân mến, tỉnh Giang Tô là tỉnh thường xuyên bị lốc xoáy tấn công nhất ở Trung Quốc. Với trung bình 21,4 cơn lốc xoáy mỗi năm từ năm 1956 đến năm 2023, cường độ của nó cũng cao nhất trong tất cả các tỉnh ở Trung Quốc từ năm 1961 đến năm 2023, có 48 cơn lốc xoáy EF2 và 28 cơn lốc xoáy EF3 trở lên, vượt xa các tỉnh khác.
Trận lốc xoáy gây thương vong nghiêm trọng nhất ở tỉnh Giang Tô trước đó là trận lốc xoáy EF34 vào ngày 3 tháng 5 vừa qua, đổ bộ vào khu vực Diêm Thành khiến 87 người thiệt mạng và 1.246 người bị thương. Từ hai ngày qua, do chịu ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới nâng lên phía Bắc, gió mùa Nam Á và gió mùa Biển Đông hội tụ và di chuyển lên phía Bắc, mang theo hơi ẩm và nhiệt đến phía Bắc tỉnh Giang Tô. Đồng thời, một đợt không khí lạnh từ mặt sau của xoáy lạnh Đông Bắc di chuyển xuống phía Nam, bầu không khí ở tỉnh Giang Tô không ổn định lắm, xuất hiện hiện tượng thời tiết đối lưu gay gắt. Từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều ngày hôm qua, phần phía Bắc của Diêm Thành bị ảnh hưởng bởi mây đối lưu mạnh và xảy ra thời tiết khắc nghiệt như gió giật mạnh, mưa đá và mưa lớn. Vào lúc 1 giờ 28 phút chiều ngày hôm qua, một cơn lốc xoáy trung bình hình thành gần Hoài An, tỉnh Giang Tô và sau đó một cơn lốc xoáy hình thành. Thị trấn Phù Ninh, Sigu ghi nhận tốc độ gió tối đa là 34,6 m/s vào lúc 2 giờ 49 phút chiều. Vào khoảng 3 giờ chiều, cơn lốc xoáy đã tấn công quận Phú Ninh và quận Siang cùng với mưa lớn và mưa đá. Sau khi ảnh hưởng đến Phú Ninh và Siang, cơn lốc xoáy dần tan biến. Theo thống kê của cơ quan chức năng, trận lốc xoáy đã khiến ít nhất 99 người chết và 846 người bị thương, trong đó gần 200 người bị thương nặng. Tại quận Phú Ninh có 28.104 ngôi nhà của 8.004 hộ gia đình bị sập và hư hại, 2 trường tiểu học bị hư hại, 8 tòa nhà xưởng bị hư hại và diện tích nhà kính bị hư hại là 48.000 ha, 615 ngôi nhà ở quận Siang bị hư hại hoặc sụp đổ, 220 trạm thu phát sóng thông tin liên lạc các loại ngừng hoạt động, 2.800 cột điện bị đổ, có nơi mất điện, trạm thông tin liên lạc không có tín hiệu, 1.570 cột tín hiệu hữu tuyến bị hư hỏng, 162 cột đèn đường bị hư hỏng, 40 cột đèn đường cao tốc bị hư hỏng, đường dây cấp điện bị hư hỏng, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho 30.000 phụ tải. Các cột và đường dây điện, cột thông tin liên lạc ở huyện Siang bị hư hỏng nghiêm trọng và tất cả người dùng trong khu vực có 4 đường dây 10 kV đi qua cơn lốc xoáy đều bị ảnh hưởng. Hai nhà máy của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ năng lượng mặt trời Canada Solar GCL tại địa phương bị hư hại, có diện tích 40.000 m2 và gây thiệt hại kinh tế gần 5 tỷ RMB. Nhóm công tác của Cục Vụ Viện đã khẩn trương đến khu vực xảy ra lốc xoáy và phân bổ 1.000 chiếc lều, 2.000 chiếc giường gấp, 10 bộ đèn dạ chiến và các nguồn dự trữ cứu trợ thiên tai trung ương phát cho tỉnh Giang Tô để người dân tránh trú tạm thời. Tỉnh Giang Tô đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp 1 để cứu trợ thiên tai, điều động 350 lều cứu trợ thiên tai và 700 đèn và lều đến khu vực bị lốc xoáy để hỗ trợ. Và đội công tác của Sở Dân Chính tỉnh đã đến địa điểm xảy ra thảm họa để bắt đầu công việc. Cục Khí tượng Trung Quốc đã cử một nhóm chuyên gia đến hiện trường địa phương để tiến hành điều tra và phân tích và tin rằng cường độ cơn lốc xoáy là EF4. Tính đến 17 giờ ngày thứ 6, Trung tâm Dịch vụ Quyên góp Xã hội tỉnh Giang Tô, Liên đoàn Từ thiện tỉnh, Hội chữ thập đỏ tỉnh và Liên đoàn Từ thiện Diêm Thành đã nhận được tổng cộng 151,8754 triệu nhân dân tệ quyên góp từ mọi tầng lớp xã hội. Trong số đó, Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước của tỉnh đã huy động được 12 doanh nghiệp của tỉnh để hỗ trợ cứu trợ thiên tai với số tiền quyên góp là 23 triệu nhân dân tệ. Bộ phận dân sự và các hiệp hội từ thiện đã nhận được 149,9494 triệu nhân dân tệ tiền quyên góp và Hội chữ thập đỏ đã nhận được 1,926 triệu nhân dân tệ quyên góp. Bộ Tài chính Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Bộ Nội vụ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cũng đã phân bổ khẩn cấp 100 triệu nhân dân tệ để chuyển khẩn cấp và tái định cư cho những người bị ảnh hưởng bởi trận lốc xoáy và mưa đá nghiêm trọng ở Diêm Thành, hỗ trợ cuộc sống trong thời gian giai đoạn chuyển tiếp, khôi phục và xây dựng lại những ngôi nhà bị thiệt hại do thiên tai và đền bù cho các gia đình nạn nhân của thiên tai. Ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Thủ tướng Lý Khắc Cường, Chủ tịch Quốc vụ Viện đã đưa ra chỉ thị quan trọng, yêu cầu mọi nỗ lực tổ chức cứu chữa những người bị thương và giảm thiểu thương vong. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.